bác sĩ khoa cấp cứu ở bệnh viện Gia Định bị thân nhân bệnh nhi quát tháo, bóp cổ. Theo Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Đinh Hữu Hào, phó giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh cho biết có sự việc một bác sĩ tại khoa cấp cứu của bệnh viện bị một người đàn ông hành hung vào tối ngày 27 tháng 7. Hiện bệnh viện đang giải quyết theo quy trình, phía công an đang điều tra. Sức khỏe của vị bác sĩ này đã ổn định, bệnh viện sắp xếp cho bác sĩ nghỉ vài ngày, bác sĩ Hào nói. Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 27 tháng 7, một bé gái 10 tuổi bị hóc xương được chuyển đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận sinh hiệu bình thường, trẻ không khó thở, cảm thấy nuốt vướng và đau. Bác sĩ Tê dặn trẻ ngồi chờ và liên hệ bác sĩ tai mũi họng khoảng 10 phút sẽ đến để nội soi gắp xương cho bé, vì còn rất nhiều trường hợp khác cần cấp cứu. Khoảng 5 phút sau, bác sĩ Tê đang ngồi xem phim CT và X-quang của các trường hợp cấp cứu khác. Đột nhiên một người tự xưng là bố của bé gái đi vào la hét, không đồng ý chờ đợi. Bác sĩ giải thích tình hình nhưng người này không chấp nhận, muốn chuyển viện khẩn, đến bệnh viện nào nội soi ngay lập tức được. Bác sĩ Tê giải thích lại tình trạng trẻ một lần nữa và khẳng định các dấu hiệu ổn định, không có biểu hiện khó thở, suy hô hấp, bé chỉ cần chờ bác sĩ tai mũi họng để soi gắp xương. Tuy nhiên, người nhà của bệnh nhi này bất ngờ xông vào hành hung, đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ và quay clip. Thấy vậy, các đồng nghiệp đã kéo ra nhưng người này quyết xông lên hành hung tiếp, bảo vệ bệnh viện sau đó có mặt. Đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận thông tin từ bệnh viện có sự việc như trên xảy ra. Dù bác sĩ cấp cứu này đã nói rõ khoảng 10 phút nữa bác sĩ tai mũi họng sẽ xuống gắp xương cho bé, nhưng người bố đã nóng giận quá mức, có lời lẽ thô tục, ép bác sĩ vào tường, thậm chí bóp cổ. Mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng người này vẫn tiếp tục hăm dọa, bệnh viện đã báo cho công an phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh làm rõ, đại diện Sở Y tế cho biết.